Bản tin tổng hợp sáng ngày 13 tháng 2. Tin tại Việt Nam, công ty tăng lương sau vụ hàng nghìn công nhân đình công. Trung Quốc thông quan nhỏ giọt, Lạng Sơn lại dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu. Đề xuất đầu tư công hơn 17.800 tỷ đồng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tin thế giới, phản ứng về căng thẳng Ukraine, Đài Loan nói đang theo dõi tình hình với Trung Quốc mỹ mở sứ quán ở quốc đảo solomon để đối trọng với trung quốc tổng thống ukraine cứng rắn trước sức ép quân sự từ nga nga cáo buộc tàu ngầm hạt nhân mỹ xâm nhập lãnh hải phất lờ tín hiệu cảnh báo cuộc phong tỏa cầu biên giới canada mỹ chấm dứt êm thấm số ca nhiễm tăng cao hàn quốc giới hạn mua bộ kit xét nghiệm Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 13 tháng 2 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là những tin tức về tình hình trong nước. Công ty tăng lương sau vụ hàng nghìn công nhân đình công Thưa quý vị, hàng nghìn công nhân công ty giày da ở Nghệ An đã ngưng việc tập thể để đòi tăng lương và phụ cấp. Sau 5 ngày họp bàn đối thoại, công ty đã đồng ý một số yêu cầu của người lao động. Theo đó, hôm qua ngày 12 tháng 2, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory đóng ở xã Diễn Trường vừa ra thông báo bổ sung phụ cấp và tăng lương cơ bản cho công nhân sau sự việc hàng nghìn công nhân công ty này đã ngưng việc tập thể. Theo đó, công ty này sẽ tăng 6% lương cơ bản cho cán bộ nhân viên kể từ ngày 1 tháng 2. Các công nhân có thâm niên làm việc từ 1 năm trở lên sẽ được bổ sung phụ cấp. Theo đó, mức thưởng thâm niên hàng năm là 30.000 đồng một năm làm việc. Từ năm làm việc thứ 7 trở lên áp dụng mức 210.000 đồng trên một tháng. Những ngày công nhân đình công từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 2, công ty sẽ tính theo chế độ nghỉ phép. Hiện doanh nghiệp này đã kêu gọi công nhân quay lại làm việc kể từ ngày 14 tháng 2, trong khi chính quyền địa phương cho biết sẽ tuyên truyền vận động công nhân quay trở lại làm việc. Trước đó, ngày 7 tháng 2, khoảng 5.000 công nhân công ty Việt Glory đã ngừng việc tập thể, đề nghị tăng lương cơ bản, bổ sung phụ cấp thâm niên và một số kiến nghị liên quan đến chế độ phụ cấp cho người lao động, cũng như cách ứng xử của cán bộ quản lý của công ty. Đại diện công ty đã có buổi đối thoại với công nhân dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Song hai bên đã không tìm được tiếng nói chung, các công nhân cho rằng nếu không tăng lương và bổ sung phụ cấp thâm niên, họ sẽ không quay trở lại làm việc. Tiếp theo chương trình là một diễn biến đáng chú ý khác về tình hình tại Việt Nam. Trung Quốc thông quan nhỏ giọt, Lạng Sơn lại dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu. Thưa quý vị, theo thông tin được báo chí trong nước đăng tải ngày hôm qua, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 16 tháng 2 cho đến hết ngày 25 tháng 2. Nguyên nhân sau Tết, lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để chờ xuất có xu hướng tăng nhanh. Trung bình đạt từ 160 đến 180 xe trên ngày, chủ yếu là hoa quả tươi như quả thanh long, dưa hấu, mít, xoài. Tuy nhiên, do các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt của phía Trung Quốc, nên hiệu suất thông quan vẫn rất thấp. Trung bình chỉ giải phóng được khoảng 70-90 xe suất trên một ngày. Tính đến sáng ngày 11 tháng 2, tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đạt 1.646 xe. Trong đó, 1.390 xe chở hoa quả tươi chiếm gần 85% tổng số xe hàng chờ xuất khẩu. Với tình hình lưu lượng hàng hóa từ các tỉnh tiếp tục lên cửa khẩu chờ xuất khẩu và năng lực thông quan như trên, Sở Công thương Lạng Sơn cho biết sẽ gây ùn ứ lớn tại các bến bãi, khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Sở này cũng đề nghị các tỉnh, doanh nghiệp kết nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ ở trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác. Ngoài ra, xem xét hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn chuyển đổi phương thức vận tải xuất khẩu khác ngoài đường bộ như đường thủy, đường sắt. Tiếp tục với một diễn biến về tình hình trong nước. Đề xuất đầu tư công hơn 17.800 tỷ đồng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị chính phủ đầu tư đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu bằng vốn ngân sách nhà nước với mức đầu tư dự kiến là hơn 17.800 tỷ đồng. Theo đề xuất này, dự án có điểm đầu kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điểm cuối tại đoạn giao với quốc lộ 56 thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng chiều dài dự án là hơn 53 km, trong đó đoạn qua thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai là 34,2 km, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 19,5 km. Căn cứ vào nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị đầu tư giai đoạn 1 với quy mô từ 4 đến 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 17.837 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng thiết bị là hơn 8.300 tỷ đồng. Trước đó, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1602 theo phương thức PPP. Trong đó Mức vốn của nhà nước cần tham gia hỗ trợ dự án là khoảng 6.629 tỷ đồng, chiếm khoảng 33,7% tổng mức đầu tư. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang phần tin thế giới. Phản ứng về căng thẳng Ukraine, Đài Loan nói đang theo dõi tình hình với Trung Quốc. Thưa quý vị, Chính phủ Đài Loan hôm 12 tháng 2 cho biết, nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở eo biển với Trung Quốc và nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó trong bối cảnh căng thẳng Ukraine gia tăng, mặc dù cho biết thêm rằng hai trường hợp rất khác nhau. Trung Quốc Quốc gia tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình đã tăng cường các hoạt động quân sự gần hòn đảo trong hai năm qua. Mặc dù Đài Loan đã báo cáo không có hành động bất thường nào của các lực lượng Trung Quốc trong những ngày gần đây khi căng thẳng về Ukraine đang gia tăng. Khi các quốc gia phương Tây cảnh báo một cuộc chiến ở Ukraina có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm thứ Bảy cho biết quân đội nước này tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, đồng thời nói thêm rằng hòa bình và ổn định trong khu vực là trách nhiệm chung của tất cả các bên. Tuyên bố nhấn mạnh tình hình ở eo biển Đài Loan về cơ bản khác so với tình hình ở Ukraina, đồng thời kêu gọi mọi người không bị đánh lừa bởi những thông tin sai lệch. Văn phòng cũng cho biết, Thông tin giả đã được lan truyền bằng cách sử dụng tình hình ở Ukraina để gây ảnh hưởng đến tinh thần ở Đài Loan, mặc dù không đưa ra chi tiết. Phát biểu với kênh tin tức Ấn Độ CNN News 18 vào hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, họ đang theo dõi rất kỹ xem liệu chính quyền Trung Quốc có lợi dụng phương Tây bị Ukraina phân tâm để tấn công hòn đảo này hay không. Tiếp tục một diễn biến liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung Mỹ mở sứ quán ở quốc đảo Solomon để đối trọng với Trung Quốc Thưa quý vị, Mỹ đã thông báo mở lại đại sứ quán tại quần đảo Solomon ở Thái Bình Dương sau 29 năm để đối trọng với sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố quyết định này trong chuyến thăm Fiji vào ngày 12 tháng 2 khi họp trực tuyến với lãnh đạo 18 đảo quốc Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh Washington dành nhiều quan tâm đến khu vực này. Trong thông báo gửi tới Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, người dân quần đảo Solomon trân trọng lịch sử với người Mỹ trên chiến trường Thế chiến II. Nhưng Mỹ có nguy cơ mất quan hệ ưu tiên khi Trung Quốc giáo diết tìm cách lôi kéo các chính trị gia và doanh nhân ưu tú ở quần đảo Solomon. Kế hoạch mở lại đại sứ quán ở Solomon sau 29 năm sẽ giúp Mỹ đối trọng với sức ảnh hưởng từ Trung Quốc tại quốc đảo đang diễn ra bất ổn chính trị. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng liên tục chỉ trích Trung Quốc đã sử dụng những lời hứa phóng đại, các khoản vay hạ tầng với rủi ro tốn kém và những đòn bẩy nợ nần nguy hiểm để cưỡng ép những quốc đảo ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc từ Mỹ và phương Tây rằng nước này theo đuổi chiến lược ngoại giao bẫy nợ nhằm giành kiểm soát những hạ tầng có lợi thế địa chính trị trong khu vực. Mỹ đã đóng đại sứ quán ở thủ đô quần đảo Solomon vào năm 1993. Hạ cấp độ hiện diện ngoại giao xuống lãnh sự quán, trực thuộc đại sứ quán ở Port Moresby của thủ đô Papua New Guinea. Việc Washington mở sứ quán được xem là phù hợp với chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương mà Mỹ mới công bố hôm 11 tháng 2, trong đó nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ với đối tác, đồng minh trong khu vực được xem là cách để đối phó với Trung Quốc khi Bắc Kinh cũng ngày càng gia tăng tầm ảnh hưởng và tham vọng. 3 tháng trước quốc đảo nhỏ 700.000 dân này đã từng rúng động sau khi các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực, đe dọa tòa nhà quốc hội và phá hoại khu vực có cộng đồng người gốc Hoa sinh sống ở thủ đô Honiara. Làn sóng bạo lực đã được châm ngòi bởi phe đối lập chống thủ tướng Manashe Shogavare do những bức xúc của người dân về tình trạng đói nghèo, thất nghiệp và cạnh tranh giữa các đảo. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định tâm lý bài xích Trung Quốc cũng góp phần khiến căng thẳng leo thang vượt tầm kiểm soát. Tiếp theo chương trình là diễn biến liên quan đến căng thẳng Ukraine. Tổng thống Ukraine cứng rắn trước sức ép quân sự từ Nga Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn cứng rắn về lập trường của Kiev dù đang có những lo ngại Nga có thể tấn công nước này trong vài ngày tới. Cố vấn của ông Zelensky đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga vào ngày 10 tháng 2 theo thể thức Normandy do Đức và Pháp làm trung gian Cuộc gặp đã tập trung vào giải quyết xung đột ở vùng Donbass, miền đông của Ukraine. Tuy nhiên, đã không có bước đột phán nào sau 9 giờ đàm phán. Các bên chỉ đồng ý tiếp tục thảo luận ở một thời điểm khác. Ukraine cho biết họ sẵn sàng hợp tác trong vấn đề nhân đạo, nhưng việc không đưa ra được tuyên bố chung cho thấy Tổng thống Zelensky đang chờ những điều khoản tốt đẹp hơn. Dù có những lo ngại Tổng thống Nga Putin sẽ tấn công quân sự vào Ukraine nếu các biện pháp ngoại giao thất bại, theo Washington Post, ông Zelensky vẫn cứng rắn trước Moscow, một phần đến từ sức ép của quốc hội. Ông Zelensky có thể đối mặt với sự phản đối gay gắt ngay trong chính đảng của mình nếu công nhận lực lượng đi khai thân Nga ở vùng Donbass. Phó tránh văn phòng Điện Kremlin Dmitry Kozak cho biết, phía Ukraine đã thể hiện lập trường cứng rắn, khiến việc đi đến giải pháp hòa giải được gọi là Hiệp định Minsk là bất khả thi. Trong khi đó, Người đồng cấp Ukraine Andriy Yermak nói rằng cách Kiev có cách tiếp cận đối thoại mang tính xây dựng và các bên đều đồng ý với Hiệp định Minsk phải được thực hiện. Hiệp định Minsk lần đầu tiên được thỏa thuận vào năm 2014 với hy vọng các bên ngừng bắn ở vùng Donbass nhưng đã nhanh chóng sụp đổ, khiến xung đột ở miền đông Ukraine kéo dài đến năm thứ 8. Rào cản chính nằm ở việc Ukraine đã từ chối đàm phán và công nhận lực lượng ly khai Donetsk và Luhansk ở Donbass. Ngược lại, Moscow muốn lực lượng ly khai được trao nhiều quyền hơn trong quá trình hoạch định chính sách, điều mà Kiev đã từ chối vì có thể ảnh hưởng đến cơ hội gia nhập khối quân sự NATO và cả Liên minh châu Âu EU. Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm để thảo luận về khủng hoảng Ukraine. Theo báo cáo của Guardian, hai tổng thống đã thảo luận về các con đường khác nhau để thực hiện thỏa thuận Minsk, và tiếp tục bàn luận về các điều kiện bảo đảm an ninh và ổn định ở châu Âu. Thông cáo của Điện Illige cho biết, cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại về hai điểm này. Tổng thống Pháp đã chuyển những quan ngại của các đối tác và đồng minh châu Âu tới người đối thoại. Thông tin chi tiết về cuộc điện đàm vẫn chưa được công bố. Trước đó, vào ngày 7 tháng 2, hai nhà lãnh đạo này đã có cuộc gặp kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Sau cuộc gặp đó, Tổng thống Macron nói rằng ông và Tổng thống Putin đã có thể tìm thấy điểm chung về cuộc khủng hoảng và việc nhất trí các biện pháp cụ thể để ổn định tình hình, giảm leo thang căng thẳng là tùy thuộc vào chúng tôi. Cuộc tiện đàm diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho hầu hết nhân viên sứ quán rời khỏi Ukraine sau khi Washington cảnh báo Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ ngày nào hàng loạt quốc gia cũng đã khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine, bao gồm Đức, Anh, Hà Lan, Litva và Kuwait. Ngoài ra, Đại sứ quán các nước Na Uy, Canada, Latvia, Đan Mạch, Israel, Estonia, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã chính thức đưa ra thông báo yêu cầu công dân của họ rời khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Về phía Nga, hãng thông tấn RIA Novosti ngày hôm qua cũng cho biết Nga đã bắt đầu rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraina. Trong khi đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraina đã khuyến cáo công dân nước này để ý kỹ tình hình và nâng cao nhận thức về việc tự bảo vệ. Chuyển sang một diễn biến khác, Nga cáo buộc tàu ngầm hạt nhân Mỹ xâm nhập lãnh hải phất lờ tín hiệu cảnh báo. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 2, truyền thông nhà nước Nga cho biết, quân đội nước này đã phát hiện một tàu ngầm của Mỹ xuất hiện tại vùng biển gần quần đảo Kuril nơi hải quân Nga đang tiến hành tập trận. Theo hãng tin Achi Bộ Quốc phòng Nga đã gửi một công hàm cho tùy viên quân sự Mỹ sau vụ việc này. Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc hành động của tàu ngầm Mỹ mang tính gây hấn, đe dọa tới an ninh của nước Nga. Nhấn mạnh, Washington cần phải tránh lặp lại những vụ việc tương tự trong tương lai. Bộ này cũng khẳng định Nga có quyền sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ an ninh trong các vùng lãnh hải của mình. Theo hãng tin Interfax, Nga đã phát hiện một tàu ngầm Mỹ vào lúc 10 giờ 40 phút theo giờ Moscow tại vùng biển gần một hòn đảo thuộc quần đảo Kuril. Chiếc tàu ngầm hạt nhân này thuộc lớp Virginia đã xâm nhập vào khu vực nơi hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đang tiến hành cuộc tập trận theo kế hoạch. Tàu ngầm lớp Virginia, còn được gọi là lớp SSN 774, là loại tàu ngầm tấn công nhanh mang tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được biên chế trong Hải quân Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng chức năng của nước này đã liên lạc với tàu ngầm của Mỹ bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh, đồng thời kêu gọi tàu Mỹ nổi lên mặt nước ngay lập tức. Tuy nhiên, tàu ngầm Mỹ đã phớt lờ cảnh báo này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, Nga đã thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định bảo vệ biên giới dưới biển. Thủy thủ đoàn của tàu khu trục nhỏ Marcel Chapoznikov đã sử dụng các biện pháp liên quan. Tàu ngầm Mỹ đã nhanh chóng rời khỏi khu vực. Hiện Mỹ vẫn chưa lên tiếng trước các tuyên bố của Nga. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ nói riêng, giữa Nga với các nước phương Tây nói chung, đang leo thang liên quan tới vấn đề an ninh châu Âu và hồ sơ Ukraine. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Cuộc phong tỏa cầu biên giới Canada Mỹ chấm dứt êm thấm. Một cuộc đối đầu căng thẳng tại cây cầu biên giới Mỹ và Canada có vẻ như đã được chấm dứt êm thấm vào hôm thứ bảy ngày 12 tháng 2, sau khi hàng trăm cảnh sát Canada đã tiến vào khu vực này để giải tán cuộc phong tỏa kéo dài gần một tuần lễ và người biểu tình khởi sự đã rút đi mà không có sự kháng cự nào. Theo bản tin của hãng thông tấn AP, nhiều người biểu tình đã lái xe của họ ra khỏi cây cầu Ambassador Bridge nối liền Detroit và Windsor, Ontario khi các cảnh sát viên tiến đến gần vào lúc rạng sáng. Những người này đã ở lại qua đêm trên cầu bất chấp lệnh giải tán của tòa. Đoàn xe biểu tình được gọi là đoàn xe tự do, ban đầu là phong trào phản đối yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc đối với giới lái xe tải xuyên biên giới, sau đó đã biến thành một cuộc biểu tình chống lại tất cả các biện pháp y tế công cộng của chính phủ. Cuộc biểu tình tuần này ở Canada cũng có những vang vọng lan ra tới cả thế giới, với các đoàn xe phản đối tương tự đang diễn ra ở Pháp, New Zealand và Hà Lan. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cảnh báo có thể đang có chuẩn bị để lập ra đoàn xe tương tự ở nước Mỹ. Cảnh sát Windsor đến trưa ngày 12 tháng 2 thông báo chưa có ai bị bắt, nhưng kêu gọi mọi người chớ đến khu vực quanh cầu. Cảnh sát cũng đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự hợp tác vào lúc này của phía người biểu tình. Vào hôm thứ Sáu, một tranh án đã ra phán quyết phải chấm dứt việc dùng xe cộ phong tỏa cầu biên giới. Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho phép phạt tới 100.000 đô la Canada và một năm tù giam đối với những người cản đường bất hợp pháp, các cây cầu, xa lộ, lối đi, cùng với các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Cây cầu Ambassador là cửa ngõ biên giới bận rộn nhất giữa Mỹ và Canada, vận chuyển khoảng 25% tất cả các hàng hóa buôn bán giữa hai quốc gia. Tiếp tục liên quan đến tin tức về tình hình dịch bệnh. Na Uy dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế COVID-19. Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 2, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr đã thông báo nước này sẽ hủy bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế COVID-19 còn lại. Trước đó, quốc gia Bắc Âu này đã dỡ bỏ một số biện pháp kiềm chế dịch bệnh kể từ ngày 1 tháng 2 vừa qua. Phát biểu tại cuộc họp báo, thủ tướng Jonas Gahr cho rằng đại dịch Covid-19 hiện không còn là mối đe dọa y tế lớn đối với Na Uy nữa vì nhiều thông tin cho đến nay cho thấy biến thể Omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn và vaccine có hiệu quả bảo vệ trước dịch bệnh. Quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ 9 giờ GMT ngày 12 tháng 2. Theo đó, người dân Na Uy sẽ không còn phải giữ khoảng cách ít nhất 1 mét nữa và cũng không cần phải đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người. Các câu lạc bộ ban đêm và cơ sở giải trí khác có thể nối lại hoạt động hết công suất. Hơn nữa, những người nhiễm virus cũng không cần phải thực hiện tự cách ly, thay vào đó họ được khuyến nghị ở nhà 4 ngày. Hành khách đến Na Uy cũng không cần phải đăng ký trước và chính phủ nước này cũng loại bỏ quy định trước đó về việc phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành đối với một số nhóm hành khách như những người chưa tiêm chủng. Tuy nhiên, Na Uy vẫn duy trì một số biện pháp hạn chế đối với quần đảo Svalbard ở Bắc Cực. Theo đó, hành khách đến Svalbard nơi dịch vụ y tế hạn chế vẫn cần phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính trước và sau khi đến. Trong khi những chuyến bay thuê bao quốc tế đến quần đảo này vẫn chưa được thực hiện. Hồi tháng 12 năm 2021, Na Uy đã áp đặt lệnh phong tỏa một phần nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do biến thể Omicron gây ra. Tiếp tục một diễn biến khác liên quan đến tình hình dịch bệnh. Số ca nhiễm tăng cao, Hàn Quốc giới hạn việc mua bộ kit xét nghiệm. Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc lại tăng lên kỷ lục mới trong ngày 12 tháng 2 với 54.941 ca mới. Nguyên nhân là do biến thể Omicron tiếp tục lây lan trên cả nước. Các chuyên gia y tế cảnh báo, với tốc độ lây lan của biến thể Omicron, vào cuối tháng này, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Hàn Quốc có thể lên tới khoảng 170.000 trường hợp mỗi ngày. Ngoài ra, Viện Khoa học Toán học Quốc gia, cơ quan tư vấn của Hàn Quốc, ước tính số ca mắc mới hàng ngày thậm chí có thể lên tới 360.000 ca vào đầu tháng 3. Dù số ca nhiễm cao, số ca bệnh nặng của ngày 12 tháng 2 là 275 trường hợp. Trong 15 ngày qua, số ca bệnh nặng do COVID-19 duy trì trong khoảng 200 ca mỗi ngày. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày 12 tháng 2 là 33 người, nâng tổng số trường hợp tử vong do đại dịch ở Hàn Quốc kể từ đầu dịch đến nay lên con số 7.045 người. Do có số ca nhiễm quá nhiều, nhu cầu mua bộ xét nghiệm COVID-19 cũng tăng cao. Chính phủ Hàn Quốc quy định một người chỉ được phép mua 5 bộ xét nghiệm nhanh tại một địa điểm trong vòng 3 tuần kể từ ngày 13 tháng 2, trong lúc chính phủ tìm cách ổn định nguồn cung. Tuy nhiên, người dùng nếu cần vẫn có thể đi mua thêm bộ xét nghiệm ở những cửa hàng khác. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 13 tháng 2 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.